Chuyện nó là như thế này này. Một góc nhìn hài hước từ những câu chuyện dân gian. Nhà cái lão Lý Tú ở làng bên ấy, tự dưng là nổi ra hết. Nổi ra hết. Tình cảm thầy trò, tình thương cảm giữa người với người. Vậy tôi hứa với anh chị, năm nay anh chị sẽ có một cái Tết vui vẻ. Cứ người nào nghèo đói mày chia cho tao nhá. Chia đều ra nhá. Dạ dạ. Cửa quan mà lại mắc cả. Đối nghịch với đó là hình ảnh quan tham. Nào bà con, chúng ta cùng nhau giúp một ít để cho ba cái về nhà ăn Tết đi chứ. Cảm ơn chị. Các tình huống hài hước, ly kỳ và hấp dẫn sẽ có trong tập phim 30 chưa phải Tết, phát sóng lúc 21:30 ngày mùng 4 tháng 2 và mùng 5 tháng 2, tức 30 Tết và mùng 1 Tết trên kênh Info TV. Phát sóng lúc 20:30 ngày mùng 5 tháng 2 và mùng 6 tháng 2, tức mùng 1, mùng 2 Tết trên kênh Star TV.